Hôm nay Mỹ review về buổi ăn sáng của Mỹ nha. Mỹ có bơ nè, có trứng nè, khoai tây chiên với phô mai nè, Mỹ có chè, Mỹ có mật ong nè. Giờ Mỹ cắt cho bơ nha. Này cũng là bơ sáp. Em Mỹ mời cả nhà nha. Mình ăn trứng trước nha. Tay nha mọi người. Ngon. Ăn bằng tay ngon mọi người. Thôi, Mỹ cũng đã ăn xong rồi.